Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ làm cái món cơm chiên với lại rau củ này. Mùa này rau củ rất là nhiều, cho nên là mình sẽ làm cơm chiên với lại thịt bò, có cà rốt này, có bắp với lại đậu que. Đó, hôm nay mình có gì thì mình xào cái đó. Thì đầu tiên thì em sẽ chiên cơm trước. Mình chiên ở nhà hàng người ta chiên cơm, người ta sử dụng dầu rất là nhiều, cho nên hạt cơm rất là bóng và nó giòn. Ở nhà mình không cần như vậy, mình ăn ít dầu thôi. Đó, thì bây giờ cái món cơm chiên này bây giờ mình phải bỏ vô đây một muỗng tỏi, tô khoảng 2 chén cơm. Đó, bỏ vô. Đây hạt nêm nhắm chừng cho vô này này. Một xí đường, chút xíu đường siêu, chút xíu muối, xong phần cơm mình bỏ vô đây. Cơm tiếp một cái phần rau củ này. Dột hào, nêm, chính cho nên là em sẽ xào cái phần thịt bò này xong rồi mình cho ra ngoài cơm này. Xong mình dùng cái nước này mình xào tiếp rau củ. Sẽ cho hết cái phần rau củ này vô. Theo là cái phần rau củ xào xong rồi nè, bây giờ mình đổ vô đây luôn. Quá chừng rau củ luôn nè. Đây là cơ hội để mình dọn tủ lạnh và để sạch rau củ nha. Hết nè. Ngon chưa? Cơm chiên. Cơm chiên rau củ, rất là nhiều rau củ đặc biệt luôn. Đây, tiếp theo là em sẽ làm cái món theo cầu của một khán giả, một anh hay một chị, hình như là một anh, em nhớ là như vậy. Anh kêu là người dân Phan Thiết có cái món cá cá muối sư á. Thường thường ở quê vùng biển thì người ta sẽ hay ăn cái món cá đổng hoặc là cá mó, hoặc là những cái loại cá mà nó cạnh nó nhỏ nhỏ, thì người dân hay muối sư. Muối sư là muối sao, đây là muối với lại ớt, xong rồi có bột ngọt nữa, nhưng mà nhà em không có bột ngọt á, cho nên là mình sẽ không có bỏ bột ngọt, mình chỉ sử dụng muối lại ớt thôi. Cái này là ớt ớt đỏ, ớt sừng lớn á, cho nên nó không có cay đó. Cá biển đây, một loại cá đây. Khứa nó ra như vậy nè, xong rồi mình tẩm muối vô đó, tẩm muối như thế này. Mình muốn ăn mặn thì muối nhiều, còn ăn lẹt lẹt thì muối ít đó. Anh nói là bữa nào em làm cái món cá muối sư, hình như lúc anh người Phan Thiết hay sao á, hay là anh đã từng đến du lịch ở Phan Thiết Mũi Né cho anh đã từng ăn rồi á, cho nên là anh kêu em làm cái món này. Thì hôm nay đi chợ thấy có bán cái cá biển tươi á, cho nên là em làm cái món cá muối sư đó. Đó, bóp như thế này nè. Thường thường thì làm buổi trưa xong buổi chiều là chiên ăn ăn cơm chiều với lại rau luộc hoặc là dưa leo đó. Ở quê hay ăn như vậy á.
cá này nó lớn thì mình thêm chút xíu muối nữa. Đó. Bóp như thế này là cho cái muối nó thấm vô trong cái thịt đó. Nhưng mà để lâu thì nó sẽ không có bị hư cá. Nhưng mà em muối như thế này rồi chút khoảng tầm một tiếng sau là mình chiên à. Đó, như thế này. Rồi mình sẽ làm hết ba con này luôn. Đó, cá muối sư. Ở trong siêu thị em có thấy bán cá đỏng. Nhưng mà em thấy cá đỏng nó không có được nói chung là thấy nó hơi bị cá đông lạnh đó, nhưng mà nó lại mắc. Tới gần 200 tiền Việt mình nó tầm khoảng 7 đô á, mà mình thấy cái con cá đỏng này nó đơn giản mà cái tầm 7 đô một ký thì em không mua. Chẳng thà để mình mua cái con cá này ăn ngon hơn à. Cá này cũng bằng giá nhưng mà nó lại tươi nữa. Mà ăn con cá này nó ngon hơn. Cho nên là em mua cá này để làm. Rồi. Bóp như vậy cho nó thấm vô trong cái phần thịt đó. Đó. Phải chiên với lại tỏi cho nó có cái mùi thơm đặc biệt, đúng cái mùi mùi vị của cá mú sư. Bỏ vô đây một muỗng dầu, một muỗng bột. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào. Xin chào cả nhà. Chị Mai xin chào cô chú kìa. Nó nói xin chào. Nha. À. Giỏi. Em cắt nè. Cô chú kìa, hôm nay mình làm món cá chiên nè. Xong rồi làm chiên nãy giờ nhưng mà chờ anh nó đi làm giờ, hôm nay nó lên công ty cho nên là hơi bị trễ. Anh sao hiếp với cái gì? Выглядит его из команды. Надо его выгнать из команды. Потому что он очень плохо тренировался. Кстати, он мне тоже не нравится. Xin mời cả nhà nha, đói bụng lắm luôn á. Bà bụng chưa hả mày? Xin mời. Xin mời. Con nhìn thử cái là gì? Cá chiên. Cá chiên. Cá chiên. Vậy con có hành thật. Cái gì hành? Đậu ghê. Đậu ghê. Vậy bắp. Vậy con. Vậy cà rốt. Vậy thật. Chắc. Bà có chút các bạn. Các bạn ngon. Bột đường. Cái mặn ai không? Đúng không? Cái lá chim cái muỗng nhỏ con. Muỗng nhỏ của em á. Cái bé. Ngon hết bôi này. Cá nó bí quá chừng luôn. Con cá này á, cái da của nó dai nên chiên cách mấy nó cũng có giòn không. Cái da của nó chứa nhiều mỡ. Mình cá cho con nè. Marshmallow rồi. Я говорю просто, я хочу просто убрать рыбу и взять всю косточку.
Все кости. Сейчас мы покушаем, а потом тебе дадим возможность это сделать. Хорошо? Ну, món cơm này giống như là cơm chiên trâu. Đừng bóc, ăn thôi đừng bóc khó. Nhưng mà muốn ăn nó đẹp mà. Rồi bắt còn sót. Ngon cả, 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 что мы здесь не доели. Ну да. Мен чи làm món này ăn nha. А мы на тон. На тон к нам мы что до ăn. Bà có chú thấy rồi. Biết. Lúc mẹ nấu mà mẹ chiên cá hả? Mẹ nè, mẹ quay quay luôn. Quay video luôn hả? Mà cho rồi. Không biết. Today, bye bye. Chị ơi, hôm nay video tới đây, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho kênh, tạm biệt, hẹn gặp lại bye bye, kênh đúc lên. Nữa này cố lên, dịch bệnh sẽ qua nhanh thôi, giống như ở đây, giống như Arena lúc trước bệnh rất là nhiều nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn. Tâm đi. Nên cả nhà mình đừng có lo lắng quá nha. Kênh đúc lên. Hẹn gặp lại. Ủa gì? Ủa gì bị mất? Tạm biệt mọi người, tạm biệt. Mình ăn kem mọi người.